Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ em sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàn cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm vô lành, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha,
gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh già, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Con thành kế đại đức tăng nghe quán nghe hương linh thân qua đoạn thân thù bùi tông độ pháp dân thúc đại nguyên thân quý dỗ niên quý mão niên lục nguyệt thập tam nhật tam bảo lực nghe gia hộ thừa hiền tiền cường linh tận qua hoàng nghe thực hiện đà thường niệm hồng dân hội quy chi bổn thể thường nguyện gia đình nâng thần nghe quyên thuộc tăng phước đoạn viên quyết thường ơi quý tâm mạng nguyện thể thẩm mạng nguyện thể tâm mạng nguyện thổ nguyện âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh thịnh vỡ hốt ngay tổng thành thật đạo nam mô a di đà đạo sư a di đà phật nam mô tiếp nhận đạo sư a di đà phật nam mô tiếp nhận đạo sư a di đà phật pháp đại chúng thân tánh thường nguyện lòng đạo cảm thông trong thân phẩm nơi đế châu quy đạo tạm mười phương thật không an tán người trước đồ tòa thẳng chúng con ăn hiệu quân xin thầy nguyện quy chia tâm đảnh lễ nam mô thần ngữ công viên pháp giới quán mô tây phương cực lạc thế giới đại tự đại bi a di đà phật đại từ
Bằng lòng đời
ta thông ngô sự mất siêu lắm nghĩ thị thân tài thề dẻo cực thạc thân tâm bất hiện thần tháng ta thề thề tính từ nội ngoài đa đề đàn đàn sải khô mọc nhị tác chương xuân kiệt về bán nhị thần cùng độ sở ý đa nội ngoài trung gian vô trượt nghệ thân vô hiện tổng tiêu tai tan tường thành chúa nắng mô tan thành đa môn đà nằm na bán la địa tha 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 nằm đâm đa địa tha anh chết để chỗ nệ chuẩn để tha bà nam mô ta đa đâm tam tiểu tam bồ đà câu chi đâm đa địa tha anh chết để chỗ nệ chuẩn để tha bà nam mô ta đa đâm tam tiểu tam bồ đà câu chi đâm chỗ nệ chuẩn để tha bà nam mô ta đa đâm tam tiểu tam bồ đà câu chi đâm đa địa tha Nam mô A Di Đà Phật.
trong đại hải chúng bồ tát hiền phương đức thái hội hương bồ nguyện pháp giới chư chúng sinh nhà tâm vạn vô thượng quang phật thân nguyện tiêu tam chứng cử phiền đau nguyện được trí tuệ chân minh điêu phổ nguyện tội thượng tâm theo trợ thế thế thương hẳn bồ tát độ nguyện trình tây phương tịnh độ chúng kêu phật hiện hóa vi phổ bảo kiến phần ngộ vô thịnh bất thôi bồ tát vi bản nữ nhớ cha nhớ lại những năm xưa
như tuổi thanh xuân mới đồ nào. Cha dạy chúng con cùng các cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách dòng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đời trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa cha ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao vui. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thống thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Cha ơi, cha suốt một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì các con cha thức trắng đêm trường, vì nội ngoại cha hy sinh tất cả. Cha ơi, sao cha đi vội vã, để lại cháu con bao nỗi đớn đau. Cha ơi, lòng con đau như xé, đâu ngỡ rằng giờ vạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho cha những gian lao vất vả. Cha ơi, sao cha nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất 9 tầng mây, con cách biệt đâu thấy cha được nữa. Cha ơi, cha đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điểm viên. Riêng với con, ơn đức chưa báo đền, con sẽ gắng làm vui lòng cha đó. Cha ơi, con vùng chưa biết lễ, chút lòng thành con thắp nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ cha chỉ khóc thầm lặng lẽ. Cha ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dài khờ không hiểu hết nông sâu. Cháu con có điều chi cha chẳng bằng lòng, ngàn lạy cha hãy rộng lòng lượng thứ. Khóc cha con viết vần thơ mau, bởi cuộc chia ly quá bất ngờ. Nỗi đau còn mãi cùng năm tháng, chút xuống đầu con cháu bơ vơ. Xin chân thành cảm ơn các ông các bạn.
xin chân thành cảm ơn ông. Thank you.
Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, chúng tôi đoàn đại biểu chi bộ đảng, ban giám hiệu, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, ban chấp hành công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Tiến, nơi con gái của cụ là đồng chí Bùi Thị Sợi đang sinh hoạt và công tác. Được tin cụ già thế, đoàn đại biểu chi bộ đảng, ban giám hiệu, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên, ban chấp hành công đoàn nhà trường có vòng hoa tươi, nén nước trầm dâng lên kính viếng hương hồn cụ. Kính chúc cụ dưới suối vàng an giấc ngàn thu, siêu tinh tịnh độ, phù hộ độ trì cho con cháu được bình an. Thay mặt cho đoàn, chúng tôi xin gửi đến đồng chí Bùi Thị Sợi và toàn thể gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây là chương trình lễ viếng của đoàn. Xin trân trọng giới thiệu lễ viếng của chi bộ đảng. Xin mời hai đồng chí đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa và lễ viếng. Trần Tuấn Hùng, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, thay mặt cho chi bộ đảng lên dâng hương kính viếng hương hồn cụ. Xin làm theo chương trình là lễ viếng của trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Tiến. Xin mời hai đồng chí đặt vòng hoa và lễ viếng. Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường lên dâng hương. Cảm ơn. Tiếp theo chương trình lễ viếng là lễ viếng của công đoàn trường tiểu học, trung học cơ sở Quyết Tiến. Xin mời đồng chí đặt vòng hoa và lễ viếng. Để tưởng nhớ hương hồn cụ, đề nghị đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức lễ tang, đội nhạc tang đã tạo điều kiện giúp đỡ đoàn chúng tôi thực hiện lễ viếng cụ. Xin trân trọng cảm ơn.
con nội ngoại tộc của cô. Thưa bà con nhân dân có mặt trong sân tang hôm nay, cụ Bùi Công Đỗ là nhạc cụ của ông Phạm Quang Cúc. Sau một thời gian lâm bệnh do tuổi cao sức yếu, cụ đã từ biệt cõi trần về quy ẩn tiên tổ. Chúng tôi đoàn đại biểu anh chị em và các cháu trong dòng họ Phạm Quang, làng Chi Phong, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về đây có phòng hoa tươi và có cây trầu em để kính viếng hương hồn cụ và có lời chia buồn sâu sắc tới tăng gia. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu thay mặt đoàn nên làm chủ lễ. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu thay mặt đoàn nên đặt vòng hoa và lễ viếng. Đề nghị đoàn dành một phút mặc niệm, bắt đầu. Thay mặt gia đình và ban tổ chức lễ tang, xin chân thành cảm ơn. Liên gia với gia đình. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu hội đồng môn lớp 9 A4 Thái Bình là bạn học của cô sợ do Đặng Văn Lương làm trưởng đoàn vào tập trung. Chấp lên tràng đầy áo quất, xin đoàn đầy một phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng đã hoàn tất, xin chân thành cảm ơn quý đoàn và quý đoàn các bạn trên lớp chia buồn cùng gia quyến. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu cán bộ giáo viên trường mầm non xã Phước Tiến do cô giáo Vũ Thị Hương phó hiệu trưởng làm trưởng đoàn vào đặt lễ dân hương. Lễ viếng đã hoàn tất, xin chân thành cảm ơn các bạn.
quá, mình không bán cho bạn. Lễ thưởng đã hoàn tất. Hôm nay các em, các con, các cháu của công thức là thông gia với cụ Đỗ về đây kính viếng hương hồn cụ. Rồi chúng tôi có thể hương đen, có vòng hoa tươi vào kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng với gia quyến để tưởng nhớ thế cụ. Đoàn chúng tôi dành một phút mà niệm bắt đầu. Quan tổ chức đây
Tăng xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu cùng các cháu là xóm ngõ với Giang Huệ vào đại lễ dân hương. Xin trân trọng. Thank you.
quy hợp Nghệ An, nơi con gái thêm có công tác vào đặt lễ thắp hương xin cho bà quý mời. Bùi Công Trang
Phun từ Phạm Thị Huệ nữ tử đào bùi thì nhà cao bùi thì thiên bùi thì son bùi thì gái bùi thì phân bùi thì trời bùi thì biến tế tiểu tử Lê Vũ Cảnh Dương Văn Thành Lê Văn Phúc Nguyễn Xuân Hải Lương Ngọc Anh Trúc con trai gái hề đâu xin được đại diện cho các cháu chúng con ở lại giờ này xin lòng thành trả nghĩa hương hồn cho hiền khảo cố phụ tích quy chân đình cố được vị thiên giờ chúng con dâng bát cung về trả nghĩa công sinh thành mong vua thời nhật cho tiên soạn cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng đông hết lũ thơm trên đồng cũng chẳng thể đền đáp tình cha lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng lai láng vì như biển đông biết đến bao giờ mới hiểu tình cha cha ơi còn vẫn nhớ những ngày thơ bé bàn tay cha bao bọc chở che ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về mai đây dù đường dài sóng gió xa cời cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng
đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai lạc vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai lãng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai lãng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha.
cha trao con, xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn trùng lai lang vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Thank you.
chỉnh đốn trang phục, lễ viếng cha Bùi Công Đỗ xin được phép bắt đầu. Được thông tin cha 250 về già, nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Đoàn chúng con nguyên là các chiến sĩ, tân binh, những người con ưu tú của quê hương kiến xương anh hùng, hăng hái lên đường tham gia xây dựng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc nơi tuyến đầu phía Đông Bắc của Tổ quốc năm 1986, nay là Hội đồng ngũ 27 tháng 8 năm 1986, liên xã huyện Kiến Sương, là bạn đồng chí thứ là con rể của cha. Đoàn chúng con về tại gia đình tính tân thắp một tuần nhang để kính viếng hương hồn cha, và xin được trân trọng gửi tới toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất, chia sẻ và cha ơi, thôi thế là thôi, đất phủ màu tang, trời nghiêng bóng thế. Nhớ đến câu già thương trẻ tiếc, giờ biệt ly khỏi rơi sao lệ. Trong giờ phút thiêng liêng này, với lòng tiếc thương vô hạn, đoàn chúng con có mặt tại đây tĩnh tâm thắp một nén tâm nhang kính viếng hương hồn cha. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đào Xuân Anh, Hội trưởng Hội đồng ngũ 27 tháng 8 năm 1986, liên xã huyện Kiến Sương vào thắp nén tâm nhang kính viếng hương hồn cha. Xin được trân trọng kính mời. Giới thiệu và kính mời các vị đại diện cho đơn vị xã Bình Minh, thị trấn Thanh Nê và Thương Hiền vào dâng hương kính viếng hương hồn cha. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
tôi để cho con gái thành nhờ son sầu bi nỗi lòng thank you.
làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi